Này, của hai chị em đây, uống thử nha. Lily cầm đi con. Cầm đi con. Đấy, ngon quá, ngon chưa? Thức ít đậm đặc luôn nha. Ồ, Lily hút kìa. Mày gọt táo cho hai chị em ăn nha. Tôi muốn làm nước táo ạ. Cầm, bây giờ uống nước dứa xong rồi chiều mình sẽ làm nước táo nha. Dạ. Lily cầm đi con, cầm cái này con. Cầm hai tay, cầm hai tay. Đúng rồi, ngon Lily, ngon gì không? Ngon á. Rất ngon chị nước miếng. Để được miếng luôn á. Quả dưới này rất là ngọt. Đi tôi Đây uống hết đi con, uống hết đi Lily, uống hết đi này. Đấy uống hết đi con này, Lily còn ít này. Còn ít đấy. Thì đưa ai uống nhanh nhá. Cầm uống thế này này. À rồi gì uống xong hết rồi. Ta thàn. Nào, một tám cho hai chị em ăn nữa nha.